Máy cắt cỏ Villagen 143. Này động cơ lớn các bạn nhé, 3cc. Máy nặng 8kg. Hình thức kiểu dáng thì giống y chang với Okawana Thụy Điển này, với lại máy Komatsu của Nhật Bản nhé. Thì cây này phụ tùng thì nó chung nhau hết nhé, giống nhau hết. Dòng này ấy, thì là bên em bán rất là nhiều rồi, em thấy là máy rất là bền luôn. Bảo hành 1 năm. Con này ấy thì nó có ưu điểm là máy rất là khỏe này, tiêu thụ rất là ít nhiên liệu nhá. Em bán cũng rất là nhiều loại rồi, kể cả 541 thế. Cây này nó ăn ít xăng hơn này, ăn ít xăng nhất này. Nó cải tiến được cái chế, nó chế chạy chung với lại máy 226, đâm ra là nó tiêu thụ rất ít nhiên liệu nhé, rất là mạnh mẽ luôn. Các bác nào mà dùng máy nhỏ ấy, nó hơi yếu thì đổi được qua loại này nhé. Máy này nó mạnh khoảng gấp 3 lần máy 226 nhé, rất là bền luôn. Cái này thì bảo hành 1 năm. Các bác về xài. Thời buổi xăng nó đắt này, các bác lên đổi cái máy này, tiêu thụ nó ít nhiên liệu. Cây này nó sẽ ăn ít nhiên liệu hơn cây 541 các bác nhé. Một buổi sáng các bác chỉ sử dụng nó hết một pha này thôi, máy ăn rất là ít xăng. Có thể nói là con này là ăn một trong con ăn ít xăng nhất luôn nhé. Giá thì đợt này đang rất là rẻ luôn, đang được hỗ trợ rất là nhiều. Giá 3 triệu một máy nhé, các bác nào mua alo em nhé, 0942 648 945. Ship hàng toàn quốc nhé. Chào các bác.